Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh viên LX học làm bài tập như thế nào. Và mình là Tiến Thành, sinh viên khóa K2 của Đại học LX. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ môn quyền năng tự tượng để cùng nhau tìm hiểu xem là nội dung mà chúng ta tìm hiểu hôm nay là gì, đúng không ạ? Thì vẫn như thường lệ, trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung chính thì mình sẽ điểm lại một vài cái nội dung của những cái buổi học trước xuyên suốt. Những điều mà các bạn cần nhớ về bộ môn này trong tất cả các video. Đấy, và trong video ngày hôm nay cũng thế, đó là chúng ta sẽ cùng nhau trả lời ba câu hỏi. Thứ nhất là quyền năng tự tượng là gì, thứ hai là tác dụng của quyền năng tự tượng là gì, và thứ ba là chúng ta học môn quyền năng tự tượng này mục đích là để làm gì, đúng không ạ? Ok, vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào trả lời cái câu hỏi đầu tiên là quyền năng tư tưởng là gì đã, đúng không ạ? Cái môn học này, quyền năng tư tưởng có nghĩa là chúng ta sử dụng cái sức mạnh của cái suy nghĩ, chúng ta sử dụng cái sức mạnh của cái tư tưởng, chúng ta sử dụng cái sức mạnh của cái một cái đức tin để biến nó trở thành sự thật. Các bạn có thể hiểu nôm na là như thế. Và tất nhiên rằng những cái điều mà mình đang nói đây là những cái ý hiểu của bản thân mình về những cái mà mình đề cập đến đó. Do đó nên là nếu như các bạn có những cái hiểu biết nào khác thì các bạn hoàn toàn có thể là comment ở dưới video này để chúng ta cùng nhau trao đổi để hiểu rõ hơn về những cái khái niệm cũng như là những cái vấn đề này nhé. Ok, thì đó là quyền năng tư tưởng là gì, đúng không ạ? Quyền năng thì có thể coi như là nó là sức mạnh, còn tư tưởng nó chính là những cái suy nghĩ, những cái dòng năng lượng diễn ra trong đầu chúng ta đấy, đúng không ạ? Quyền năng tư tưởng chính là cái sức mạnh của những cái dòng suy nghĩ trong đầu chúng ta. Cái thứ hai là tác dụng của quyền năng tư tưởng là gì, đúng không ạ? Như mình cũng đã có nói là ở trong những video trước rồi ấy, là quyền năng tư tưởng có thể coi như là chúng ta đưa ra một cái đức tin về một cái điều gì đấy, mà cho dù rằng cái đức tin đó nó không có căn cứ nào cả, nhưng chúng ta vẫn tin một cách tuyệt đối, chúng ta tin nó một cách nhất tâm thành tín về nó, đúng không ạ? Thì cái điều đó sẽ có khả năng trở thành hiện thực đó. Thì nếu vậy thì cái tác dụng của quyền năng tư tưởng là gì? Đầu tiên là tác dụng của nó sẽ giúp chúng ta tạo ra được một cái động lực tự thân của bản thân mình, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có niềm tin vào một cái điều gì đấy thì chúng ta sẽ có một cái động lực để chúng ta thực hiện cái điều đó, đúng không ạ? Đó, thì đó là cái tác dụng đầu tiên của việc là chúng ta thực hiện cái quyền năng tư tưởng này vào một cái vấn đề nào đấy. Nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một cái động lực tự thân, và tất nhiên rằng cái động lực tự thân này là xuất phát từ chính bản thân chúng ta thì nó sẽ lâu dài và bền vững, chứ không, nó sẽ khác với những cái động lực mà từ ngoại lực tác dụng vào hoặc là áp lực từ bên ngoài tác dụng của chúng ta thì nó sẽ rất là nhanh, nó không được lâu dài và không được bền vững được. Đó là cái tác dụng đầu tiên của quyền năng tư tưởng. Và tác dụng thứ hai của quyền năng tư tưởng là gì ạ? Là giúp cho chúng ta thực hiện những cái điều mà chúng ta tưởng chừng như là không thể. Đó, biến những cái điều mà tưởng chừng như không thể trở thành có thể và hoàn thành được nó. Đó là cái tác dụng thứ hai của quyền năng tư tưởng. Tất nhiên rằng là để có được cái điều này thì chúng ta cần phải có cái sự nhất tâm thành tín, chúng ta cần phải có cái niềm tin, có một cái đức tin tuyệt đối vào cái điều đấy, không được phép nghi ngờ, không được phép do dự về cái điều mà chúng ta, về cái vấn đề mà chúng ta muốn giải quyết. Chúng ta tin rằng sẽ giải quyết được nó, chúng ta tin rằng cái điều gì đó là sự thật, kể cả cho không có một cái căn cứ nào cả. Đó là cái tác dụng thứ hai của quyền năng tư tưởng. Vậy thì với hai cái tác dụng như vậy thì mục đích của việc mà chúng ta học môn quyền năng tư tưởng này là gì ạ? Thì mục đích nó sẽ tùy thuộc vào từng người thôi, đúng không ạ? Bạn có thể là học quyền năng tư tưởng nhằm mục đích rằng là giúp cho các bạn tạo ra một cái động lực tự thân để làm một cái việc gì đấy. Tôi có thể là học quyền năng tư tưởng để biến những cái điều không thể thành cái điều có thể. Đó. Hoặc có một người khác có thể vì mục đích là vừa tạo động lực vừa thực hiện được những công việc tưởng chừng như là rất khó khăn đấy. Nó sẽ tùy thuộc vào từng người mà có cái mục đích để học cái môn này khác nhau, được không ạ? Đó, thì vừa rồi là mình đã trả lời ba cái câu hỏi về bộ môn quyền năng tư tưởng này.
Và tiếp theo thì mình sẽ đi sâu vào cái nội dung chính của buổi học ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì trong cái buổi học ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích một chút về cái việc mà chúng ta sử dụng quyền năng tư tưởng để giúp chúng ta có thể là ghi nhớ lâu vào trong đầu. Và như bình thường ở trong những cái bộ môn khác mình cũng đã có nói rồi, là chúng ta có bốn cái phương pháp ghi nhớ giúp ghi nhớ lâu, đó là gây ấn tượng mạnh, thứ nhất là gây ấn tượng mạnh này, thứ hai đó là có sự liên kết này, thứ ba là có sự repeat, lặp đi lặp lại, và thứ tư đó chính là sử dụng cái những cái trải nghiệm hỗn hợp, ví dụ như là mắt nhìn và tai nghe và tay viết khi mà nghe một ai đó giảng chẳng hạn, giảng bài đấy, đúng không ạ? Đó, đó là trải nghiệm hỗn hợp. Và cái thứ năm này đó chính là cái ghi nhớ bằng tiềm thức. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái quyền năng tượng này để giúp ta ghi nhớ cái tiềm thức này. Có một điều mà mình cũng đã rất hay nói, đó là cái trong bộ não của chúng ta có những cái xung động thần kinh, có những cái xung động thần kinh, đúng không ạ? Và cái bộ não của chúng ta sẽ được chia làm ba cái vùng lớn, đó chính là, tức là từ bên ngoài và bên sâu bên trong ấy, đó chính là thứ nhất là ý thức, cái tầng đầu tiên ở bên ngoài đó chính là ý thức, tầng thứ hai đó chính là tiềm thức, và tầng thứ ba đó là vô thức. Đó, thì bộ não của chúng ta sẽ có ba cái phần như thế. Và cái phần đầu tiên, phần ở bên ngoài ấy, đó là cái phần ý thức. Nó là cái gì? Nó là những cái mà chúng ta học được, mà chúng ta có cái suy nghĩ, chúng ta gọi là giống như kiểu là chúng ta có một cái sự tỉnh thức đấy. Đó, ví dụ như là bạn đi học, người ta dạy cho bạn tiếp thu kiến thức, thì đó là cái sự có ý thức, đó chính là cái có cái ý thức này, tức là bạn có cái sự nhận biết về nó, có cái ý thức, có suy nghĩ về những cái điều mà bạn học đấy, đó là cái ý thức. Và thường thường là chúng ta thường hay học mọi thứ thông qua cái ý thức này, đúng không ạ? Chúng ta học mọi thứ, ví dụ như giả sử chúng ta tìm hiểu trên internet này, chúng ta thông qua những cái trải nghiệm thực tế này, chúng ta thông qua những cái người thầy người cô dạy chúng ta đều, tức là thông qua những cái suy nghĩ, chúng ta thông qua những cái tìm tòi hiểu biết, thông qua cái ý thức, thông qua những cái suy nghĩ tỉnh thức của chúng ta, thì đó gọi là cái ý thức, đúng không ạ? Là chúng ta học bằng cái ý thức. Cái thứ hai, đi vào sâu bên trong, nó chính là cái tiềm thức. Vậy thì học bằng cái tiềm thức này có nghĩa là như thế nào? Đó, cái tiềm thức này nó sẽ khác so với cái ý thức, đó là nó sẽ ở cái trạng thái gọi là, nếu như các bạn mà có theo dõi và tìm hiểu về cái lucid dream, có nghĩa là giấc mơ tỉnh táo ấy, thì các bạn cũng sẽ biết cái này chính là cái tiềm thức của chúng ta. Cái giấc mơ tỉnh táo này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là khi mà chúng ta mơ, chúng ta biết rằng là chúng ta đang mơ, và chúng ta có khả năng điều khiển cái giấc mơ đấy theo những cái suy nghĩ của chúng ta, thì đó chính là cái lucid dream. Và cái tiềm thức này nó chính là cái trạng thái mà chúng ta nửa tỉnh nửa mê, không phải là tỉnh hẳn mà cũng không phải là mê hẳn, ở trong một cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đó chính là khi mà chúng ta đã chạm vào cái tiềm thức của chúng ta. Và khi mà chúng ta học bằng cái tiềm thức này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta có thể coi như là chúng ta học ở trong mơ. Các bạn có thể không biết là các bạn đã có những trải nghiệm trong những giấc mơ của mình chưa? Đấy là khi mà các bạn mơ, có thể các bạn mơ khoảng một buổi tối thôi, mấy tiếng thôi, nhưng các bạn đã, trong giấc mơ đấy các bạn đã trải qua hết một kiếp người. Không biết là các bạn đã trải qua những cái giấc mơ như thế chưa? Nhưng mình thì có rồi. Đó, thì khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái lucid dream ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là chỉ trong một cái giấc mơ thôi, tức là nửa tỉnh nửa mơ ấy, chúng ta điều khiển nó, chúng ta hoàn toàn có thể học được những cái kiến thức trong cái lucid dream đấy. Và trong cái lucid dream đấy nó sẽ kéo rất là dài, thời gian nó rất là dài, có thể coi như là nếu như các bạn xem những cái phim trên thiên đình rồi có thể, thì nó cũng tương tự như kiểu là một ngày trên thiên đình bằng 100 năm ở dưới hạ giới đấy, kiểu như thế. Thì nếu như các bạn biết cách để các bạn học trong cái lucid dream đấy thì các bạn sẽ học rất là nhanh, bởi vì là chỉ mất một giấc mơ thôi, đúng không? Một buổi mấy tiếng mà các bạn có thể học một thời gian gần như là một kiếp người đấy, nếu như các bạn có thể điều chỉnh nó thì các bạn hoàn toàn có thể học được như thế. Và có một cái lưu ý rằng không phải rằng chúng ta chỉ cần mơ, chúng ta chỉ cần vào cái lucid dream đấy là chúng ta hoàn toàn có thể học được mọi thứ, mà cái lucid dream này nếu mà chúng ta muốn học ở trong lucid dream thì nó đồng nghĩa với việc là các bạn đã phải trải qua, các bạn đã phải cần có những cái kiến thức, có những cái tìm hiểu về cái vấn đề đấy
ở bên ngoài rồi, và cái lucid dream này nó sẽ có tác dụng là sắp xếp lại, tổng hợp lại và có thể sáng tạo thêm một chút về những cái mà bạn đã tìm hiểu thôi, chứ không phải là các bạn không kiến thức gì các bạn mơ các bạn vào lucid dream là các bạn có thể hiểu luôn về vấn đề đấy, là cái điều đấy nó không có đó. Và có một cái sự thật đó là rất nhiều các nhà bác học, nhà phát minh lỗi lạc trong quá khứ và cả hiện tại cũng đều sử dụng cái lucid dream để phát minh và sáng tạo ra những cái thiết bị, những cái thứ mới, là đều sử dụng những cái này. Đấy. Còn cái thứ ba là gì ạ? Cái tầng sâu nhất đó chính là tầng vô thức. Tầng vô thức nó là cái gì? Khi mà chúng ta học bằng cái vô thức ấy, nó giống như là cái, mình có thể nói như là một cách dễ hiểu cho các bạn, đó chính là gần như là cái bản năng của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta đói là chúng ta cần phải, ví dụ như thời tiền sử những mọi người mà người ta có cái bản năng sinh tồn ấy, là thứ nhất là gặp thú dữ người ta sẽ gọi là chạy hoặc là chống lại nó, đó là cái bản năng. Người ta có thể là người ta không biết đâu, người ta không học về cái đấy, nhưng cái bản năng sinh tồn đấy nó thúc đẩy họ, nó là cái sự gọi là cái sự vô thức đấy, nó thúc đẩy họ là thứ nhất là chạy hoặc là giết lại chúng để có thể sinh tồn được. Thì đó chính là những cái bản năng, hay là cái việc mà chúng ta đói chẳng hạn, chúng ta đói chúng ta phải kiếm cái gì để ăn, kiếm cái gì để uống, đó chính là cái bản năng. Có thể rằng là những cái người thời tiền sử người ta không biết được về những cái đấy, nhưng cái bản năng, cái sự vô thức đấy đã khiến cho họ là có thể là tìm thức ăn này hoặc là tìm nước uống để tránh được những cái cơn khát hoặc là cơn đói. Và tương tự như vậy, tức là có rất là nhiều những cái mà người ta học trong một cách vô thức, hay gọi là người ta có những cái bản năng đó. Và có một cái lưu ý rằng là khi mà chúng ta học ở trong tiềm thức thì chúng ta sẽ nhớ sẽ là lâu hơn và rất là khó từ bỏ được những cái thói quen mà chúng ta có từ trong tiềm thức, do với những cái thói quen mà chúng ta gọi là học bên ngoài, tức là ở cái tầng đầu tiên, tức là tầng ý thức đó. Thì đó là những cái nội dung mà mình chia sẻ cho các bạn về cái việc mà chúng ta học thông qua cái tiềm thức. Đấy, các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta có ý thức, tiềm thức và vô thức, cũng như là cái sự sử dụng cái quyền năng tưởng tượng vào cái việc mà chúng ta học đấy như thế. Được không ạ? Và video của mình thì xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.